Xin chào quý khán giả trên kênh của Nha Khoa Anna. Và ngày hôm nay thì Nha Khoa Anna có một vị khách vô cùng đặc biệt, đó là bạn Khải. Và sau đây thì xin chào Khải, em có thể giới thiệu về bản thân mình này, cũng như là công việc của mình để cho quý khán giả được biết được không? Dạ, em xin chào chị Hảo, cũng như là chào cô Dung Anna, cũng như toàn thể quý vị. Một lời sức khỏe trân trọng nhất. Mình là Minh Khải, công việc hiện tại của Khải là diễn viên người mẫu trẻ. Hiện tại thì Khải đang làm công việc đó là diễn viên. Và sắp tới thì sẽ còn lấn sân sang lĩnh vực là người mẫu. Và xin cảm ơn Khải. Không biết là ngày hôm nay Khải đến với Nha Khoa Anna thì mình sẽ làm gì nhỉ? Hôm nay em đến là em sẽ chám răng nè, cũng như là em sẽ thử liệu trình tẩy trắng răng nhẹ. Thật sự là em rất là thích ở đây luôn. Tại vì cô Dung Anna nè, cũng như là toàn thể quý anh chị bác sĩ nhân viên ở đây rất là tận tình, cũng như chị Hảo cũng rất là tận tình. Vì thế em rất là vui, happy. Cảm ơn Khải. Thì đầu tiên là Khải là một vị khách, cũng là một người nói chung là vô cùng yêu thương bản thân mình. Đúng rồi. Khải chăm sóc bản thân mình rất là tốt. Và định kỳ 6 tháng một lần thì Khải luôn luôn đến Nha Khoa Anna để có thể khám răng này. Và bên cạnh đấy thì Khải chăm sóc hàm răng của mình rất là tốt luôn quý vị. Và hôm nay thì Khải tại vì ông bà người ta có câu á chị, đúng không? Là răng tóc là gốc con người. Rồi đó, trời ơi. Cho nên là hôm nay Khải sẽ kiểm tra răng, và bên cạnh đấy thì sẽ tẩy trắng thêm một xíu thôi. Và không biết là Khải có thể gửi một lời gì đó đến cho quý khán giả ở đây được không? Em xin, cũng như là con em Khải xin chúc tất cả mọi người, cũng như là toàn thể bác sĩ nhân viên của cô Dung Anna nè, rồi chị Hảo nè, quý vị khán giả đang xem, thật nhiều sức khỏe, cũng như là gặp những điều may mắn tốt lành trong cuộc sống. Cảm ơn Khải. Và Khải ơi, với một cương vị là một người chăm sóc răng rất là tốt, thì nếu mà được chia sẻ một điều gì đấy, gửi gắm một điều gì đấy đến khán giả đang quan tâm đến răng của mình ấy, thì em muốn nói gì với mọi người nhỉ? Thật sự là giống như nãy em nói là răng tóc là gốc con người. Vì thế mọi người ơi, hãy chăm sóc răng, cũng như là địa chỉ uy tín là Nha Khoa Dung Anna. Vì thế mọi người cứ hãy đến, cũng như là toàn thể bác sĩ nhân viên ở đây sẽ kiểm tra răng của mọi người, cũng như là tư vấn mọi người liệu trình răng nào tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất. Vì thế mọi người hãy cứ đến Dung Anna nha. Xin đại diện cho Nha Khoa Anna gửi lời cảm ơn tri ân đến bạn Khải. Và xin chúc cho em trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều thành công trong công việc của mình, và những cái dự án chuẩn bị ra mắt sẽ thành công rực rỡ. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người.